từ sau khi được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gần kỳ sơn thì ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã bằng mọi biện pháp mở rộng diện tích trồng gần trong đó hướng chủ yếu là chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa ngô nương rẫy chuyển sang trồng gần để giúp đỡ bà con nông dân mở rộng diện tích trồng gừng, Ủy ban nhân dân huyện trích kinh phí hỗ trợ 100% chi phí phân bón trên diện tích trồng mới và tiền giống cho 24 ha xây dựng mô hình trình diễn thăm canh cây gừng. Theo kế hoạch được các xã đăng ký trồng gừng năm 2020 là 1.000 ha. Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được hơn 800 ha và đang tiếp tục trồng. Toàn huyện phân đấu đến năm 2025 sẽ trồng 3.000 ha gừng sản phẩm gần làm ra ủy ban nhân dân huyện sẽ có kế hoạch liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước bao tiêu cho nông dân